Khoan đã. Xin lỗi ông, cửa hàng chúng tôi đã nghỉ rồi ạ. Chúng mày có muốn ăn cái này không? Hả? Mày báo công an phải không? Ai giữa ngọn lửa quá đen đen, ai đếm những bàn chân. Trường Thiên ký sự đường dài, lần theo dấu vết con đường của một vĩ nhân. Cuộc ra đi tìm đường cứu nước 97 năm về trước của người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh, đã vẽ trên bản đồ thế giới.